Dạ, chúng con xin kính chào sư ạ. Vậy bắt đầu được chưa? Dạ, dạ được rồi ạ. Con kính thỉnh sư. Bài giảng sáng nay là bài giảng có nội dung giáo lý cốt lõi, nhưng có điều là nhức đầu thì mong là bà con ráng dẹp hết mọi tạp niệm, mắt nhắm lại để nghe. Nghe thì nếu được thì có một cây bút, một tờ giấy để mà phát thảo lại cái nội dung. Tôi cho rằng đây là cái bài giảng rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, hàng đầu á, đây là giáo lý hàng đầu. Trước hết á, cái bài kinh phân biệt này nè, có cái nội dung nói về giáo lý diễn khởi, mà 99% Phật tử Việt Nam là không biết và cũng không có quan tâm đến cái nội dung này. Mà lẽ ra đó thì đây là một cái giáo lý mà các vị phải biết ngay từ cái ngày đầu đặt chân vào chùa. Đương nhiên ở đây tôi nhấn mạnh đến những người mà đến với đạo với lý tưởng cầu giải thoát, còn nếu đến để cầu phước cầu lộc thì không có gì để nói. Còn nếu một cái người thiết tha cầu giải thoát, hoặc là cái người mà muốn biết được cái nội dung giáo lý căn bản ấy, thì bắt buộc phải biết cái nội dung bài kinh này. Đó là mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và mình cần phải làm gì ngay từ bây giờ. Đây là bốn dấu hỏi. Dấu hỏi thứ nhất là mình là ai, mình là cái gì trong trời đất này, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và bây giờ mình phải làm cái gì. Đó là một câu hỏi lớn. Cái tựa kinh á, thấy rất là bình thường, đó là kinh phân biệt. Cái chữ phân biệt này có nghĩa là gì? Có nghĩa là muôn loài trong đời được gọi chung là chúng sinh, nhưng mà cái chủng loại đó thì vô cùng phức tạp. Có loại hai chân, bốn chân, nhiều chân và không chân. Đó là nói cách nói thông tục hơn. Còn nói chuyên môn hơn một chút, là có những loại có đủ sáu căn, mắt tai mũi lưỡi. Có loại thì không đủ sáu căn. Có loại có cả hai đời sống hồn và xác. Có những loại chỉ có xác mà không có hồn, chỉ có những loại có hồn mà không có xác. Chúng ta có nhiều loại như vậy. Thiên hình vạn trạng, con sống dưới nước, con sống được cạn, con sống trong lùm bụi, con sống ở sa mạc. Ngay trong con người nó cũng có nhiều chủng loại, thì ví dụ da trắng, da đen, da vàng, rồi văn hóa, sở thích, khuynh hướng đều khác nhau hết, khác nhau từ cái nhóm đám bày bọn, mà khác nhau đến cả từng cá thể, cá nhân cũng khác. Thì chính những cái đó nó được gọi là cái sự phân biệt, hay là cái sự khác nhau, cái sự dị biệt. Đúng ra thì cái chữ này để tôi thích dịch cái chữ dị biệt hơn là chữ phân biệt. Nó là những điểm dị biệt, dị biệt của muôn loài chúng sinh. Từ đâu mà dẫn đến cái sự có mặt của chúng ta trong cái trời đất này? Đó. Thứ hai, vì đâu mà khi có mặt rồi đó thì chúng ta lại không ai giống ai hết? Đây chính là cái nội dung của bài kinh này. Thì cái vòng tròn luân hồi, đã nói nó là một cái vòng tròn thì nó có thể bắt đầu ở bất cứ điểm nào trên vòng tròn. Không, đã nói vòng tròn mà, thì có thể bắt đầu bất cứ điểm nào. Thì ở đây theo cái cách giảng của bài kinh này thì được phần này bắt đầu cái vòng tròn đó từ cái chỗ vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là do không có biết bốn đế là gì, cho nên từ đó nó là điểm bắt đầu.
cho mọi sự sinh tử. Ừ. Đó là phải chọn, một chỗ nào đó tùy cái căn cơ của chúng sinh. Có chỗ thì ngày bắt đầu từ điểm A, B, C, F, chứ không phải chỉ có một cách. Nhớ nha, không phải chỉ có một cách, không phải chỉ có một. Và dòng duyên khởi không phải lúc nào ngày cũng kể thành 12 trạm, 12 nút, không phải. Có lúc ngày chỉ kể có 5, 6, 3, 4 thôi. Ví dụ như có lúc thì ngày giải thích thành vì đâu mà có sinh tử, thì vì có sanh, vì có mặt trên đời này, vì có mặt trên đời này mới có khuynh hướng thiện ác, tạo ra các nghiệp tội phước, và từ đó bắt đầu một hành trình sinh tử. Nói gọn vậy thôi, chỉ vì có mặt trên đời này, từ sự có mặt này chúng ta đầu tư cho sự có mặt khác, đó là nói vắn tắt. Nhưng mà trong cái bài kinh này thì ngài chọn cái cách giải thích duyên khởi theo cái hướng rộng nhất, cửa là 12 mắt xích sinh tử. 12 mắt xích đó nó làm nên cái vòng tròn tử sinh luân hồi của mình. Trước hết như tôi vừa nói, trong bài kinh này thì ngài chọn một điểm trên cái vòng tròn đó, đó là vô minh. Vô minh là gì? Cái này tôi giải thích tôi mệt luôn. Vô minh trong bốn đế, nghĩa là không có biết rõ bốn đế là gì. Thứ nhất là không biết về tập, không biết về khổ đế, không có biết rằng mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ, dù đó là sự hiện hữu của con ruồi, của con chọi, hay là sự hiện hữu của một ông vua, một vị đại tiên, một vị phạm thiên, thì tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ. Vì sao? Vì khổ nó có hai, kể có ba cũng được, có hai cũng được. Ở đây tôi chọn là khổ có hai cho bà con dễ nhớ. Một là khổ cảm giác, hai là khổ bản chất. Khổ cảm giác có nghĩa là cái sự khó chịu, đau đớn, sợ hãi, tức tối của thân và của tâm. Tâm thì tức tối, sợ hãi, ghen tuông, khó chịu là cái khổ cảm xúc rồi. Còn cái khổ cảm xúc là thuộc về thân ấy, thì đau nhức, tê buốt, người ta gọi là khổ. Cả hai cái khổ đó đều gọi chung là khổ cảm giác. Có nghĩa là cái khổ liên hệ đến cảm giác của mình ấy, cảm xúc của mình, cái feeling ấy, của mình. Còn cái khổ thứ hai nó là cái khổ của bản chất. Khổ bản chất nó bao trùm luôn cả khổ cảm giác. Nhớ nha, bao trùm khổ cảm giác. Có nghĩa là cái gì mà tự thân nó, bản thân nó có cái bản chất bất toàn, bất toại, bất trắc, thì cái đó là khổ. Bất toàn, bất trắc là khổ. Bất toàn là gì? Là nó không có cái gì mà nó trọn vẹn như mình muốn hết. Đó gọi là bất toàn. Còn bất trắc có nghĩa là nó có thể còn và mất, mất và còn trong tích tắc. Thấy nó có đó rồi mất đi trong tích tắc. Thì cái gì mà bất toàn, bất trắc thì cái đó là khổ bản chất. Nếu mà nói như vậy thì không có cái gì trên đời này nó nằm ngoài cái chữ khổ hết. Phải hiểu như vậy. Đôi khi, không phải đôi khi mà thường khi mình không học Phật pháp, mình lén lén mình nghĩ là tôi sống bằng lòng lành, tôi làm nhiều công đức, rồi tôi chết rồi tôi trở lại thân người sung sướng, rồi tôi về trời sống sung sướng. Rồi khi gặp Phật ra đời thì tôi đủ duyên với chứng thánh. Đó là một cách nghĩ không sai, nhưng mà nó nghèo lắm, mà rất là nguy hiểm. Bởi vì đó là cách nghĩ của người yêu đời. Chứ trong thực tế thì chúng ta có mặt trên đời này, này, bản thân mỗi giây phút vận hành của thân và tâm nó đều là một cái hành trình, cái tiến trình của khổ. Lúc về lúc khác. Mà đa phần trong một ngày thì chỉ riêng cái khổ cảm giác không đó, là nó chiếm hơn phân nửa thời gian của mình. Thân tâm trong tình trạng không an lạc, thân tâm trong tình trạng khó chịu, đau đớn, khó chịu rây rứt trong một ngày. Mà tại vì mình, tại sao mình không có thấy cái đó? Tại vì mình không có sống chánh niệm, mình không có trí tuệ. Trí ở đây là văn tư tu, văn tư tu, văn đó là kiến thức, tư là khả năng suy tư, tu là khả năng thực nghiệm. Mình có ba cái đó, rồi là thiếu trí. Còn thiếu niệm nghĩa là mình không có sống tỉnh thức. Mình làm việc này mà cái đầu nghĩ đến chuyện khác. Lẽ ra đó, mình có chánh niệm là làm gì biết cái này. Còn cái này mình làm cái này mà cái đầu nghĩ đến cái khác, cho nên mình thất niệm. Và chính vì thất niệm ấy, cho nên mình không thất niệm mà, thì đương nhiên là nó thiếu trí rồi. Thì chính vì thất niệm mà thiếu trí nên mình không có thường xuyên liên tục thường trực nhận ra là cái thân này nó là một gánh nặng. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, nếu mà mình có một cái nút bấm
mà mình có thể đổi cái thân khác đấy cho nó nhẹ nhàng hơn. Tôi nói rõ nha, nhẹ nhàng hơn. Chứ đây tôi nói đẹp xấu, không nói, không nói đẹp xấu, chỉ nói nhẹ nhàng hơn là mình đã bấm một một ngày mới mình bấm bao nhiêu lần rồi. Nghe kỹ cái lời tôi nói, nếu mà mình có thể bấm cái nút nào đó mà làm cho mình dễ chịu hơn thì mình đã bấm rồi. Mà rất tiếc không có cái nút nào như vậy hết, cho nên mình phải gắn cái thân này với tất cả những cái vấn đề của nó trong suốt mấy mươi năm, từ lúc còn bé cho đến lúc vào quan tài. Không thấy được đó, không thấy được cái thân này là một gánh nặng, không thấy nó là khổ, và lại đi kỳ vọng trong đợi mong chờ một cái hiện hữu khác tốt hơn, mà trong khi đó nó giống như hơi chạy như khác nhau về hình thức này. Ví dụ như kiếp mình xấu, mình nghèo, mình dốt thì mình mong có kiếp sau giỏi, giàu, đẹp. Nhưng mà cái xấu, giàu, xấu, nghèo, dốt nó là một cái khổ khác, mà cái giỏi, giàu, đẹp nó là một cái khổ khác. Bởi vì nếu nói cho kỳ cùng đó, thì cái nào nó cũng mong manh, cái nào đủ vô thường, cái nào cũng có rồi mất giống nhau hết. Bởi vì mình quá nặng lòng cái ngọt ngào và quá sợ hãi cái đắng cay, cho nên mình mới đi buông cái này bắt cái kia. Lẽ ra mình phải thấy rằng đắng và ngọt nó đều được của tạm hết, mà cái này mới dễ sợ. Ngay trong lúc mình sống được mặt mặt ngọt ấy, thì mình cũng phải nhớ rằng nó đắng. Cái đắng là có hai: đắng trực tiếp và đắng gián tiếp. Đắng trực tiếp là những gì nó làm cho mình khó chịu, đau đớn ngay bây giờ. Còn cái đắng gián tiếp là nghĩa là mai này nó không còn nữa, mình sẽ bị khổ vì nó. Nhớ cái đó là cái gián tiếp. Mà cái chuyện, cái vô minh đầu tiên là gì? Cái vô minh đầu tiên là không thấy được mọi thứ là khổ. Chính vì vậy cho nên mình mới dẫn đến cái vô minh thứ hai, đó là vô minh trong tập đấy. Lẽ ra mình đã thấy mọi thứ là khổ nữa, thì mình buông. Còn đằng này có người thì không thấy đời là khổ, có người khá hơn một chút thì họ thấy cái này là khổ nhưng có cái khác nó khá hơn, có thể kỳ vọng, có thể trông đợi, có thể mong chờ. Như vậy đó gọi là, vô minh ở trong tập đế. Cái thứ nhất là không thấy rằng mọi thứ là khổ, đó là vô minh khổ đế. Cái vô minh trong thứ hai, cái vô minh trong cái đế thứ hai là không thấy rằng thích cái gì nữa cũng là thích trong khổ, mà thích trong khổ có nghĩa là đầu tư cái khổ khác. Dù bây giờ mình có bố thí trì giới, ngồi thiền để kiếp sau sinh ra khá hơn, thì đó cũng là cách đầu tư. Cho nên một cái người mà chấm dứt tuyệt đối không còn vô minh nữa thì họ không còn thiện ác, họ vẫn sống rất là lành, rất là thiện. Vì A-la-hán là luôn luôn hành động cực kỳ dễ thương, cực kỳ hiền thiện. Nhưng ở vị A-la-hán không còn có cái yếu tố thiện ác nữa. Ác là như khoát không rồi, nhưng cái thiện cũng không. Lúc đó các vị vẫn thuyết pháp, vẫn bố thí, vẫn phục vụ, vẫn giúp đỡ người khác, vẫn độ sinh bằng hoàng dương. Nhưng mà chỉ đơn giản là vì đó cần làm thôi, chứ còn vì đó không còn một cái ý trong đời, một cái quả báo đời sau kiếp khác. Nhớ nha, mà mình thì không. Khi mà mình vô minh trong cái một thì sẽ dẫn đến vô minh trong cái hai. Không biết được mọi thứ là khổ thì mình mới trông chờ cái này cái kia bằng cách là mình đầu tư. Đó lại là vô minh trong tập đế. Nghĩa là còn thích cái này thích cái kia, bản thân cái thích đó cũng là cái vô minh. Mặc dù nói theo cái kiểu từ chương cái thích là thoải mái đúng, nhưng mà cái nền đó là do anh không biết nó là khổ anh mới thích. Đó là cái vô minh trong tập đế. Cái thứ ba đó là vô minh trong diệt đế. Khi mà anh hiểu được mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, thì anh thấy là muốn hết khổ được thì phải chấm dứt mọi hiện hữu, chấm dứt mọi điều kiện để hiện hữu. Mà đằng này do anh không hiểu hai cái trước, cho nên anh mới dẫn đến cái ngôn thứ ba, đó là cái ngôn trong diệt đế. Diệt đế thì tức là niết bàn đó. Mình đối với cái cứu cánh niết bàn mình mơ hồ. Lẽ ra đó, cái cứu cánh thoát khổ nó phải là sự chấm dứt triệt để, tuyệt đối mọi hiện hữu, mọi ưa thích, đam mê. Còn đằng này ấy, khi mình không biết hai cái đó thì mình mới hướng tới những cái cứu cánh thoát khổ mà nó nằm ngoài cái lý tưởng vừa nói. Lẽ ra cái cứu cánh thoát khổ là sự vắng mặt toàn diện mọi hiện hữu, sự vắng mặt toàn diện mọi đam mê, mọi thích thú, mọi hưởng thụ. Còn đằng này ấy, là mình khổ quá, mình chỉ nghĩ đến một cái cứu cánh nào đó mà nó khá hơn cái mà mình đang chạy trốn. Ví dụ như mình cầu sanh được cái cõi nào đó sống lâu đẹp hào quang, đi bay về gió, vân 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 vân. Cái cứu cánh mà mình hướng tới nó không phải là chấm dứt mọi hiện hữu, nó không phải chấm dứt cái niềm đam mê,
tận hưởng hưởng thụ, mà cái sự cái cố gắng mà mình hướng tới nó chỉ là sự vắng mặt của những gì làm cho mình cay đắng thôi. Đó gọi là vô minh thứ ba. Chứ lẽ ra đó là mình thấy rằng cái cứu cánh nó khổ nó phải là cái sự vắng mặt triệt để của khổ đế và tập đế. Tất cả thứ tư là khi mình vô minh trong ba cái trước thì nó luôn luôn kể thì có trước có sau, nhưng thật ra tụi nó bốn cái này nó đi chung, nó đi chung một nhóm luôn. Nhớ nha, kể thì có trước có sau, nghe giống như là do vô minh này nó dẫn vô minh kia, nhưng mà trong bốn cái này nó làm một lúc luôn, cùng một lúc có mặt. Thì do vô minh trong khổ, trong tập, trong diệt thì nó mới kéo theo vô minh trong đạo. Đây có nghĩa là cái con đường mà dẫn đến cái cứu cánh thoát khổ đó, nó chỉ đúng khi nào mình hiểu được mọi thứ là khổ và mọi đam mê đều là cái nguồn cơn của khổ. Thì như vậy cái con đường hành trì mà dẫn đến cái chấm dứt đau khổ đó, nó phải là cái con đường mà nó giúp cho mình buông bỏ mọi hiện hữu, buông bỏ mọi đam mê. Còn cái con đường nào mà nó không có nhắm tới lý tưởng buông bỏ hiện hữu, buông bỏ đam mê, thì con đường nó được gọi là tà đạo, là thay vì là chánh đạo. Thay vì là chánh đạo là bắt chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy. Và đằng này nó không đi theo đúng cái tinh thần của tôi nói, thì ta nói tà đạo, đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp. Nghe kịp chưa? Thì do bốn cái vô minh này nè, nó cứ nằm đầy trong đầu mình, nằm thường trực, thường xuyên, luôn luôn, đêm ngày, phút này qua phút khác, giây này qua giây khác. Cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện mà chúng ta tạo các nghiệp thiện ác. Tạo các nghiệp thiện ác. Ví dụ như tôi biết đạo thì tôi không muốn đời sau tôi nghèo, tôi xấu nữa. Thì bây giờ nhờ tôi biết đạo, tôi bố thí, tôi giữ giới, tôi học đạo, tôi ngồi thiền để mong người đời sau khá hơn. Như vậy rõ ràng là do vô minh mà tôi làm ra các nghiệp thiện. Rồi còn nếu mà tôi không biết đạo á, thì cũng từ bốn cái vô minh đó tôi lại làm các nghiệp ác. Tôi sát sanh, lừa đảo, lật lọng, miệng ngập, làm đủ thứ chuyện. Để chi? Để tôi chạy trốn cái khổ. Nhớ nha. Như vậy thì chính vì vô minh cho nên nó mới dẫn đến các nghiệp thiện ác. Từ đó mình thấy trong cái thế giới loài người, trong thế giới động vật nói chung, cũng có mặt trên đời này, mà cái điều kiện sống nó hoàn toàn khác nhau. Điều kiện sống khác nhau là vì sao? Là vì vô minh là giống nhau, nhưng mà mỗi người có một kiểu vô minh khác nhau. Và kênh bài giảng này các vị phải nghe tới, nghe luôn nhiều lần và nhiều lần, chứ phải nghe phớt qua cho vui nha. Vô minh thì trên căn bản là giống nhau, nhưng mà cái kiểu vô minh nó khác nhau. Giống như ngu là nói gọn, nhưng mà mỗi đứa ngu một kiểu. Thì chính vì mỗi đứa nó ngu một kiểu cho nên cái đời sống và hành động không giống nhau. Do mỗi cũng vô minh trong bốn đế, nhưng mà mỗi người vô minh kiểu, cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện là tạo nghiệp thiện ác khác nhau. Có đứa thì chạy trốn cái khổ bằng cách là sống ác, có đứa chạy trốn cái khổ bằng cách là sống thiện. Đấy là vô minh duyên hạnh chỗ đó, đó. Mà trong cái đám mà gọi là chạy trốn cái khổ bằng cách sống thiện đó, cũng có trăm ngàn cách. Không phải ai đi chùa, không phải ai làm tăng đi cũng có một kiểu tu giống nhau. Ngay cả tăng ni, một thầy, một chùa ở chung một phòng, kể cả ngủ một giường, ăn một mâm, thì cái khuynh hướng hành thiện cũng không giống nhau, và cái khuynh hướng bất thiện cũng không giống nhau. Đó là cái điểm dị biệt là do cái kiểu vô minh đó, nó khác nhau, cho nên nó dẫn đến cái kiểu sống thiện ác khác nhau. Và từ cái chỗ mà thiện ác khác nhau, cho nên trong cái đám mà sống thiện ấy, khi mà nó được hưởng qua quả lành đấy, nó không giống nhau. Đứa thì làm nam, đứa làm nữ, có đã không? Đứa làm nam, đứa làm nữ. Đứa thì giàu, đứa thì giỏi, đứa thì đẹp. Có đứa thì có cả ba, có đứa chỉ có hai thôi. Giàu, đẹp, nhưng mà không có giỏi. Có đứa giỏi, đẹp, mà không có giàu. Thì cũng như vậy. Chính từ cái chỗ vô minh khác nhau, cho nên cái thiện ác khác nhau. Bây giờ nói về cái thiện nó khác nhau, nên cái quả lành này khác nhau. Cái ác cũng vậy. Do cái ác nó khác, mỗi người ác một kiểu. Có người thì họ ác một cách là họ làm khổ người khác. Có người ác, chữ ác này tôi thích, chữ ác này trong tiếng Việt nghe nó hẹp lắm. Tôi thích sợ chữ bất thiện hơn. Vì chữ ác trong tiếng Việt nó gắn liền với nó dễ hiểu, làm ác ôn, là bạo lực cũng phải. Mà cái chữ ác này nghĩa là bất thiện, thì bất thiện nó có nhiều kiểu. Có người bất thiện bằng cách là sống nhiều với cái chuyện hại người. Có người họ bất thiện bằng cách là họ sống nhiều với cái việc hưởng thụ cho bản thân. Có cái hai cách nha. Một là sống nhiều với cái chuyện hại người,
thứ hai là sống nhiều với cái chuyện hưởng thụ cho bản thân, mà cả hai cái này đều là bất thiện hết, nhớ nha, để bất thiện hết. Và cả hai cái bất thiện này được gọi là nghiệp thiện ác. Mà nghiệp thiện ác này hồi nãy tôi mới nói rồi, nó được bắt đầu từ cái vô minh trong bốn đế. Từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là mình là làm các nghiệp ác, nghiệp thiện khác nhau. Và từ cái chỗ thiện ác thì nghiệp giống nhau, ở khác nhau, cho nên nó dẫn đến cái tâm đầu thai về các cõi cũng không giống nhau. Con đứa thì làm heo, bò, gà, chó, con đứa làm người. Rồi trong đám người có đứa nam, đứa nữ, đứa da trắng, da đen, da vàng, đứa chủ phi Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Rồi có đứa làm trùng, làm dế, làm dồi, bò. À, thấy chưa? À, rồi từ cái chỗ mà thiện ác là nó dẫn đến tâm đầu thai vào các cõi. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là mình có sáu căn. Có do nghiệp thiện ác mà mình sanh vào cái cảnh giới có đủ sáu căn, hay là ba căn, bốn căn, hai căn, một căn, tùy mình, tùy nghiệp thiện ác. Và nó vấn đề nó nằm ở chỗ này, do vô minh nó mới dẫn đến nghiệp thiện ác, do nghiệp thiện ác nó mới dẫn đến các cảnh giới tái sinh. Và khi đã có mặt trong cảnh giới tái sinh rồi thì chúng ta lại tiếp tục dựa vào ba cái nền tảng tâm thức sau đây để mà sống. Một là cái tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường sống. Đấy, có nghĩa là do tôi môi trường sống nó quan trọng lắm. Do tôi sống ở đâu, do tôi thường gặp ai, thường đọc sách báo gì, cho nên cái não trạng, cái mentality của tôi không giống như các vị. Mà cái mentality không giống nhau thì cái personality cũng không giống nhau. Cái nhận thức khác nhau, cái tâm ý khác nhau thì cái nhân cách cũng khác nhau. Đấy, nhớ cái đó nha. Cái mentality và cái personality nó gắn liền với nhau, gắn liền với nhau. Thì người tu là gì? Là tuy mang cái thân có từ vô minh, đúng, nhưng mà khi mà sáu căn làm việc, mắt thấy, tai nghe đó, thì họ lại thấy, lại nghe, ngửi, nếm, đụng bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, họ không tiếp tục gieo cái mầm cho cái sinh tử mới. Còn mình đó, mình không có tu, mình không có học, thì do nghiệp thiện quá, thiện ác quá khứ mà bây giờ mình có sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, và khi có rồi thì mình dùng nó để mà làm toàn những tầm bảy không? Một là hại người, hai là tự hưởng. Mà nói cho dễ nhớ là cái bất thiện chúng sanh nó gồm có hai: một là làm khổ người khác, hai là làm sướng bản thân. Nói gì cho dễ nhớ: một bên là người khác, một bên là bản thân, một bên là làm khổ, một bên là tự sướng nha. Tất cả phiền não gom gọn nó chỉ có hai: một là làm khổ người khác, hai là tự sướng bản thân. Cho nên trong kinh niệm xứ Đức Phật ngày thì chỉ dùng có hai chữ đó là tham ưu. Tham là cái ý hướng đi tìm cái sướng, và ưu là cái ý hướng làm khổ mình, khổ người. Nhớ cái đó nha. Đặc biệt là làm khổ người, làm khổ người, hại người. Người đây gồm có đồng loại mình hoặc là những cái chủng loại động vật khác, yêu thích sát sanh, thích săn bắn, thích câu cá rồi đó. Cái đó là làm khổ người. Rồi thì là do vô minh trong thiện ác, cho nên vô minh trong hiện hữu, cho nên dẫn đến chuyện tạo nghiệp thiện ác. Mà do tạo nghiệp thiện ác dẫn tới chuyện là mình đầu thai vào các cõi. Và do chuyện đầu thai vào các cõi, chúng ta lại có một cái đời sống như thế nào đó, cộng với khuynh hướng tâm lý, cộng với tiền nghiệp thiện ác quá khứ, để chúng ta tiếp tục sống thiện hay sống ác. Mà lần này thì cái thiện ác mình lại khác kiếp trước. Bởi vì kỳ này là do tiền nghiệp quá khứ, do khuynh hướng tâm lý, do môi trường sống ở mỗi kiếp sống nó khác nhau. Cho nên kỳ này nè, lần này kiếp này mình ác, mình thiện, không giống kiếp trước. Và dầu nó không giống nhưng nó vẫn là nghiệp thiện ác. Nhớ nha, dầu nó không giống nhưng mà nó vẫn là nghiệp thiện ác, được thực hiện bởi sáu căn. Đấy. Và như vậy thì hệ sáu căn mà nó được kiểm soát bằng chánh niệm và trí tuệ đó, thì nó không có tiếp tục tạo mầm sinh tử. Nhưng mà nếu sáu căn mà nó không được kiểm soát thì nó là nền tảng để tạo ra các nghiệp sinh tử. Như vậy thì từ sáu căn này chúng ta tiếp tục dùng nó để tạo ra các cái điều kiện sinh tử. Bằng cách nào ta? Bằng cách nào? Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Có nghĩa là khi có sáu căn rồi thì sáu căn nó mới đi tiếp xúc với sáu căn.
Và khi nó tiếp xúc với sáu trần á, nó dễ chịu thì nó tham, mà nó khó chịu thì nó sân. À, cho nên đó là dù mình như hành hành thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập như xúc ở chỗ đó đó. Rồi cái xúc duyên thọ hãy có va chạm, có tiếp xúc giữa căn và trần thì đương nhiên dẫn đến cảm xúc. Mà hãy dẫn tới cảm xúc thì nó lại tiếp tục nó làm nền dẫn đến một cái mắt xích khác, đó là tham ái. Mình gặp cái khó chịu thì mình khởi tâm sân trực tiếp, đúng, nhưng mà một cách gián tiếp thì mình vẫn khởi tâm tham ái như thường. Ái là sao ta? Lúc đó mình mong có cái khác khá hơn, tốt hơn, không phải là cái này nha. Nhớ nha, mình gặp cái ngọt mà mình đam mê, đúng rồi, mình nhìn cái đẹp, mình nghe cái hay, mình ngửi cái thơm, mình ăn cái ngon mà mình mê là đúng rồi, đúng. Nhưng mà mình gặp cái đắng ấy, thì bên cạnh cái tâm tha, tâm sân nó vẫn có tâm tha. Nó tham gì? Nó hướng tới cái khác ngọt ngào hơn, dễ chịu hơn, dễ sợ chưa? Nên còn đối với cái ngọt là khỏi nói rồi, chứ mình gặp cái ngọt là mình ghim sâu, gấm chặt, gục mặt, cúi đầu trong đó nha. Thì như vậy thì được gọi là, cái đó là cái hành trình gọi là lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Mà ái mở giai đoạn mà nhẹ mình gọi là ái, nhưng mở cái giai đoạn sâu nặng mình gọi là thủ, gọi là thủ. Và chưa hết, cái ái đó, nó có hai trường hợp. Ái nó đi liền với tà kiến, và ái không có đi liền, đi không có dính chồng với tà kiến. Tà kiến là sao? Tà kiến nghĩa là cái thấy sai. Đấy, cái thấy sai. Thấy sai cái gì? Thấy sai nó có nhiều cách lắm, nó có vô số cách. Mà Đức Phật gom lại thành 62, nhưng mà 62 mà nếu gom gọn lại chỉ còn cái 2 thôi, đó là thường kiến và đoạn kiến. Nhớ nha, thường kiến và đoạn kiến. Cái này tôi nói chắc cũng cả triệu lần rồi. Thường kiến là gì? Thường kiến là tin rằng có một cái sự tồn tại vĩnh cửu của người và vật. Vĩnh cửu là sao? Tức là tôi sẽ gọi là lăn lóc từ đời này sang kiếp khác. Cái hình hài này có thể bỏ đi, nhưng mà cái vong hồn của tôi, cái linh hồn của tôi vẫn tiếp tục trôi nổi từ đời này sang kiếp khác trong những hình hài khác. Tôi tin có một đấng thượng đế chỉ tôn an bài sắp xếp mọi sự. Tôi tin có một cái cảnh giới thiên đàng vĩnh hằng, mà ở đó tôi có thể đời đời hưởng phúc, hưởng lạc, hưởng lộc. Đấy. Thì như vậy thường kiến, tất cả phiền não gom là chỉ có thường và đoạn kiến. Thì cái thường kiến nó có rất là nhiều, mà gom gọi là chỉ có ba thôi. Một là tin tưởng, trông đợi, mong chờ vào một cái tôi vĩnh cửu, thiên thu. Cái thứ hai là tin có một cái đấng chí tôn an bài sắp xếp và sáng tạo muôn loài. Cái tin thứ ba là tin là có một cái thế giới, có một cái cảnh giới thiên đàng cực lạc. Thì nó cũng là cái thường kiến. Còn cái đoạn có ba, đó là vô hành, vô hữu và vô nhân. Vô hành kiến cho rằng không có nghiệp thiện ác, thích thì cứ làm thôi, chứ còn không có nghiệp thiện ác thì đâu có bỡ. Đó là vô hành. Còn vô nhân kiến thì cho rằng mọi thứ ở đời này ngẫu nhiên mà có, không có do cái gì gì hết á, không có do nghiệp thiện ác thì gì của chúng sanh tạo ra, cái đó không có, mà nó ngẫu nhiên có thôi. Vô nhân kiến là vậy thôi, không có quan tâm đến cái chuyện thiện ác nhân quả, không, ngươi là vô nhân kiến. Còn vô hữu kiến là phủ nhận toàn bộ và triệt để, không, những gì mà mình không thấy được, mình không hiểu được, mình không hình dung được thì bèn cho cái đó là không. Thí dụ như mình không tin có kiếp trước kiếp sau, không tin các cảnh giới tái sinh, không có tin cái người khuất mặt khuất mặt, không tin cái dòng luân hồi, không tin cái sự chứng đắc của thánh nhân ba đời mười phương, tất cả cái gì mà nó nằm ngoài cái sự tưởng tượng hình dung của mình, nằm ngoài kiến thức, nằm ngoài cái biết của mình, nằm ngoài kinh nghiệm của mình, nằm ngoài cái đầu của mình, thì cái đó là không. Cái đó rất nguy hiểm, không, không kiểm chứng được thì bèn phán là không. Thì cái này được gọi là vô hữu kiến. Thì cái tham ái chúng sinh phạm phu luôn luôn và luôn luôn có đủ cái cơ hội để mà mắc vào cái tài kiến này, mặc dù có những khoảnh khắc rất là ít trong đời của mình, rất là ít mình sống bằng cái tâm tham ái mà không dính tài kiến, nhưng mà đa phần á là phạm phu là phải gắn liền với cái tài kiến, không, vậy tài kiến nó có vô số cách, nhưng mà gom gọn là còn 62, nói gọn nữa đó là còn có hai, đó là thường và đoạn. Còn nói gọn nữa đó, nó chỉ là thấy sai, chỉ sai một cái thấy mà nó đi ngược lại cái chánh pháp thì gọi là tà kiến. Thì chánh pháp là gì? Chánh pháp dạy cho mình rằng mọi sự ở đời đều do các
duyên, các điều kiện mà có, và cái gì đã có mặt rồi thì phải mất đi. Nhưng mà cái nhìn nào mà nó đi ngược lại hai cái nhận thức này, tất cả cái nhìn nó đều gọi là tà kiến hết, nhớ nha. Thì như vậy thì cái thai thọ duyên cho ái, có nghĩa là chính cái cảm xúc khó chịu và dễ chịu nó dẫn đến cái sự tham ái. Đối với cái khó chịu thì mình mong nó qua đi, gọi là mình hướng tới cái khác tốt hơn. Còn đối với cái dễ chịu thì mình cắm đầu mình thưởng thức hưởng thụ, không? Đó. Đấy. Còn thủ là cái giai đoạn mà ái lớn mạnh sâu đậm và đi chung với tà kiến, gọi là tứ thủ, không? Rồi tiếp theo đó là nó quay lại vòng tròn bắt đầu nó đang quay lại. Khi mà nói để bà con dốt dễ hình dung, do vô minh trong bốn đế cho nên mới tạo ra các nghiệp thiện ác, do tạo ra các nghiệp thiện ác nên mới có tâm đầu thai về các cõi tái sinh. Rồi từ ở các cõi tái sinh ấy, ta tận dụng khai thác sáu căn trên sáu tầng để mà hưởng thụ, để mà làm các nghiệp thiện ác. Và trên cái nền tảng thiện ác ấy, ta lại tiếp tục có hình hài mới, có một cái hiện hữu mới, để chi? Để tiếp tục sanh già bệnh chết, tắt thở rồi chung qua cái khác cũng quay trở lại cái dòng tuần hoàn, quay lại cái vòng quay cũ. Có nghĩa là tận dụng sáu căn để tiếp tục tạo dựng ra sáu căn khác. Bất cứ cái gì mình thích mình ghét bây giờ đó, bất cứ cái tâm trạng thích ghét nó đều là nhân sanh tử hết. Mà tại sao có cái thích ghét là bởi vì vô minh. Thật ra không có gì để mình thích. Khi một người thấy không có gì để thích thì người đó cũng không thấy có cái gì trên đời là để mình ghét. Nhớ nha, cái thích với ghét nó là một cặp. Thí dụ như tôi thích mát thì tôi ghét nực, tôi thích mềm thì tôi ghét cứng, đúng không? Nó cứ luôn luôn vậy đó. Tôi thích mát thì tôi ghét nực, tôi thích ấm thì tôi ghét lạnh. Đây, luôn luôn và luôn luôn. Cho nên hãy có thích là phải có ghét. Ghét có nghĩa là cái cảm xúc đối với cái gì mà nó ngược lại cái thích của mình. Còn thích là gì? Thích nghĩa là cái cảm xúc, cái tâm trạng mà nó đi ngược lại với cái gì mà mình bực mình. Nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Chỉ mà nói với một cái người mà chứng quả La Hán, họ hiểu rõ bốn đế là gì. Cái đế đầu tiên là mọi hiện hữu là khổ. Khi họ thấy là mọi hiện hữu là khổ thì đắng hay ngọt nó cũng đều là khổ. Không có cái nào đáng để mong cầu. Và vì đó, và tuy sống trên hình thức là sống thiện, nhưng chỉ ngồi chờ cái duyên nó tới rồi xui tài ra đi, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại, bởi vì điều kiện sanh tử đã không còn nữa, không? Cần chỉ riêng cái khoản đề tài này đó là đã đuối rồi. Chỉ nói về niết bàn, không nói niết bàn là cái gì đó thì nó vô số chuyện để nói, không? Bởi vì chúng ta chưa chứng, chúng ta chỉ nói theo kinh thôi, nhưng mà không phải nói như vậy không hề có nghĩa là chúng ta mù tịt, không? Thì cái phần của nói riêng niết bàn này là ở bài kinh kế, bài kinh sau bài giảng này. Cho bộ từ sau, nhưng mà bài giảng sáng nay là tôi đặc biệt tôi nhấn mạnh một chuyện thôi, là bài kinh dị biệt này nhắm đến cái nội dung của giáo lý duyên khởi, và nội dung giáo lý duyên khởi là như các vị vừa nghe, vì vô minh trong bốn đế cho nên mới tạo các nghiệp thiện ác, vì có tạo các nghiệp thiện ác cho nên mới có các cảnh giới tái sinh. Vào cảnh giới tái sinh đó rồi chúng ta tiếp tục vì vô minh mà tạo các nghiệp thiện ác này, để rồi tiếp tục hiện hữu tồn tại. Mà hãy có cái thân nó hiện hữu tồn tại thì đương nhiên là phải có lúc bất toại. Đấy, phải có lúc bệnh, lúc già, lúc chết. Chư thiên ở trên là không có bệnh, không có già, đúng. Nhưng mà họ lại đối diện với cái chết. Đối diện với cái chết có nghĩa là nó là một cái vòng quay liên tục và bất tận. Nó là một vòng tròn khép kín. Đấy, do vô minh trong bốn đế nên tạo các nghiệp thiện ác, do tạo các nghiệp thiện ác nên mới có cái thân sanh tử mới, do có cái thân mới cho nên mới tiếp tục tạo ra các nghiệp thiện ác. Với các nghiệp thiện ác ấy ta tiếp tục đi vào các cảnh giới, còn sướng khổ thì tùy. Nếu mà mình đi tái sinh bằng cái quả lành thì đi lên, còn nếu mà quả xấu thì đi xuống. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, cái chữ người ta sử dụng thì tôi cũng phải dùng theo cho bà con hiểu nha. Chứ đúng ra trong đạo Phật không hề có chữ tái sanh, chữ tái là sai. Nhớ nha, bữa nay nhớ nha, tới chết mà nhớ câu này. Tại vì thiên hạ nói thì bắt buộc tôi nói chuyện tôi cũng phải nói theo để cho bà con hiểu, chứ không vậy là tôi chơi cái tiếng lại quá làm sao bà con hiểu,
phải không? Chứ đúng ra là cái chữ tái sinh đó là sai, bởi vì tái nghĩa là trở lại, mà trở lại nghĩa là phải có cái gì cũ, cái sự quay lại của cái cũ mới gọi là tái, tái lai, tái ngộ, không? Chứ còn theo Đông A Tỳ Đà nó giáo lý rốt ráo của Phật giáo thì không có cái gì mà nó tồn tại quá một sát na. Cái sau, cái trước có thể giống nhau nhưng không phải là một. Similar, not the same. Similar only, not same. Nó chỉ là giống thôi, chứ nó không phải là một. Nha. Do nghiệp thiện ác mà mình sinh ra mình có cái hình hài này. Và cái hình hài này nó liên tục vô thường biến đổi các đơn bào, các tế bào, nó liên tục nó thay đổi. Và cái lời sống nội tâm mình, lúc thiện, lúc ác, lúc buồn, lúc vui, lúc thiện, lúc ác, lúc buồn, lúc vui. Và mỗi cái thiện ác một vui ấy nó chỉ tồn tại trong một sát na rồi nó nhường chỗ cho một cái khác. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên sự hiện hữu của mình nó chỉ là một nắm cát thôi, nó chỉ là một nắm cát. Khi mà nó đủ duyên thì nắm cát nó gom lại, mà duyên mà nó hết rồi thì nó bung ra, rồi mà nó hình thành một cái nắm cát khác. Cái nắm cát sau nó được tạo ra bởi cái nắm cát trước, nhưng nó không phải là cái trước. Nhớ nha, ở đây không có cái gì mà đi có một cái gì đó mà nó đi từ cõi này qua cõi kia, cho nên cái chữ tái sanh nó là sai. Nhớ cái đó quan trọng, cái này quan trọng lắm ạ. Chữ tái sanh là không có dùng được. Thì cái luân hồi là gì? Luân hồi là do có vô minh trong bốn đế, cho nên mình mới đầu tư thiện ác, do đầu tư thiện ác nên mới tạo ra các cái cảnh giới để tái sinh. Và từ các cảnh giới tái sinh đó, chúng ta lại tiếp tục tạo ra các nghiệp thiện ác, nó cứ vòng vòng như đó. Đó, rồi tạo các nghiệp thiện ác để đi về những cảnh giới tái sinh khác. Mà đã có thân thì sao? Phải có bệnh, có già, có chết. Còn cảnh giới nào cũng có già, có bệnh thì ít nhất là cũng có cái chết. Và trong cái chết đó, đó là nó lại là điểm bắt đầu cho một cái khác. Nhớ. Mà tại sao gọi đời là bể khổ? Các vị có còn nhớ hay không? Bể khổ là vì ít nhất là ba lý do. Thứ nhất là mọi thứ đắng hay ngọt có rồi phải mất đi trong tích tắc. Cái khổ nhất là mọi thứ không bền. Đấy, đời nó là khổ là vì mọi thứ không có gì bền. Cái thứ hai gọi đời là khổ là bởi vì cái khuynh hướng tâm lý của phàm phu thích làm ác hơn làm thiện, cho nên cái tiền nghiệp của mình á nguyên một núi toàn là bất thiện không mà. Thì hỏi gì chứ bất thiện nhiều thì hỏi mình sanh ra đời mình chịu quả khổ hay quả lành nữa ta? Quả sướng, quả ác, quả lành chắc chắn là quả ác rồi. Tại vì lớn nhãn là cái trong một ngày là mình sống bằng tâm bất thiện nó nhiều hơn tâm lạnh. Tin tôi đi, cái đó có thiệt. Kể cả tăng ni không tất cũng như vậy, cũng như vậy. Kể cả một hành giả tứ niệm xứ miên mật tinh tấn thì một ngày là cái bất thiện nó vẫn nhiều hơn cái thiện. Đó là tôi đang nói với người tu hành ngon lành á. Còn cái thứ mà không biết Phật pháp, không có giáo lý trong đầu, cái thứ mà không có thực tập hành trì chánh niệm thì cái thứ đó là coi như xong luôn, coi như là 99.9%. Mà khi mà cái vốn mình nợ xấu của mình nó nhiều quá thì đời sau sinh ra là dứt khoát là nó khổ rồi. Cho nên cái khổ thứ nhất gọi đời là bởi khổ, là thứ nhất là bởi vì không có gì nó bền hết, có rồi mất đi. Cái khổ thứ hai là bởi vì do cái khuynh hướng của mình nó ác, nó nhiều cái thiện. Đấy, cho nên là cứ là sinh ra là hưởng toàn quả xấu không mà. Cái thứ ba gọi đời là bể khổ là bởi vì sao? Vì chúng ta thích đủ thứ, thích tùm lum hết, chưa có muốn cho có rồi muốn có cái khác, hoặc cũng thích trên cái cũ mong nó được tốt hơn, nhiều hơn, lâu bền hơn. Mà hỏi với mấy cái ước muốn nó có bao giờ toàn nguyện không? Không. Ở đời không có cái chuyện đó, chẳng hạn như tôi bây giờ đêm hôm qua tôi nói chuyện với mấy người quen ở đây, có thượng tọa chủ trì, tôi đang ở trên đạo lên luôn, rồi cái mấy người Phật tử bên cạnh thì tự nhiên các vị nhắc lên tuổi tác, tôi bị sốc rất là nặng. Dĩ nhiên trong rung thế nào mỗi người che miệng cười thầm, nói sao tu tới giờ này còn bị sốc. Xin thưa, cái sốc đó sốc tốt, các vị phải thấm thía cái cội sanh tử đến mức mà nghe nó đến cái già phải sốc, nghe nó cái chết phải sốc mới được. Chứ còn tôi thù nhất là gót như heo rồi đó, mà nghe ai sốc thì tôi giờ tự tại lắm, tôi nghe sống chết tôi coi thường. Các bạn nhớ cái này, cái thái độ coi thường sống chết nó có hai. Một là thái độ của người có tu, có hiểu đạo, họ coi sanh tử chỉ là giọt xương tan. Nhưng mà có cái loại thứ hai nó coi thường là bởi vì nó không có tin cái chuyện tái sinh, nó không có tin là cơ hội bị đọa nó nhiều, cơ hội đi lên gấp triệu lần, nó không tin chuyện đó.
nó không chịu nghĩ rằng bây giờ mà thiếu phước duyên tu tập chung xuống đất mà làm con giun con dế đó, thì ngàn đời cắt đầu cũng lên, ra biển làm con oyster là chết. Chết các vị cứ biết ở dưới đây đấy, đại dương nó có những cái thứ rong tảo mà người ta không biết xếp nó vào cái loại gì. Nó giống như cái dạng mà trên bờ mà kiểu là đông trùng hạ thảo á, thì dưới biển nó có những cái loài mà coi như là bán động vật, bán thực vật, có nghĩa là nó nửa này nửa kia, có nghĩa là cái thế giới tái sinh nó trùng trùng, có những cái loài mà gần như là nó chỉ là gỗ đá mà lọt vô trong đó rồi đừng hòng mà tu hành. Chứ mà có ra đời 1 triệu 1 tỷ vị thì mình cũng chết quá, nghĩ ra mới thấy sợ không? Rồi nghĩ bây giờ chuyện gần, nghĩ đến tuổi già nó tới đó là kinh hoàng lắm, kinh hoàng lắm. Nó già mà đi với bệnh đó thì gọi nó bây giờ già mà khỏe là cũng dễ sợ lắm. Đi đứng khó khăn, nhúc nhích cái là ra mồ hôi, mất khẩu vị, ăn ngủ không được, ngủ giật mình là không ngủ trở lại được, rất là khẽ thức, mà đầu óc lúc nào cũng bi quan, cũng tiêu cực, mà kiểu tôi già mình ấn. Nhưng mà có những người họ không có mạng, họ yêu đời đến mức mà coi như là nó như con nít luôn. Cho họ phán câu đã lắm, chuyện tới đâu hay tới đó, mắc gì mà phải nói cho nó thêm buồn, thêm lo. Thì cho nên mình phải thấy rằng Bồ Tát Tất Đạt tu nhiều hơn mình, đúng không? Hình như vậy, hình như Bồ Tát Tất Đạt tu nhiều hơn mình. Vậy mà ngày nhìn một người bệnh, một người già, một xác chết, bị sốc. Còn mình thì mình đại với cảnh giới mình, tôi biết Phật pháp rồi, tất cả chỉ là giọt sương đầu cỏ cho nên tôi không quan tâm gì hết. Thì chứng tỏ là mình cao hơn ngài, bởi vì cái sốc ở đây nó có hai sốc, để mà sợ, để mà hoảng loạn đó ha. Còn sốc ở đây để mà ngó lại mình, ngó lại mình đó ha. Thì nãy tôi nói đó, nói tới tuổi tác tôi giật mình, tất cả những người quen của tôi để mà thế hệ trước, thế hệ lớn thì bây giờ 70-80 hết, là tôi xa quê 23 năm. Còn mà những cái người quen mà nhỏ hơn tôi là bây giờ là người nào cũng là 40 hết, 40, 45, 47 hết, có nghĩa là có sự nghiệp ngon lành á. Điều đó có nghĩa là mình đã già lắm rồi, nhưng mà do vô minh cho nên mình biết là biết vậy thôi. Mà hỏi sợ không thì cũng có thể nói là sợ đó, nhưng mà nó len lén, nó trông đợi một cái gì đó lâu bền. Thì chính cái lén này nè, chính cái lén này nè, nó là cái cội nguồn, nó là cái căn cớ để mà chúng ta coi thường cái Phật pháp. Hoặc là có người, tôi có nhớ tôi có tiếp xúc với một cô realtor, cô realtor cô môi giới nhà đất, cổ là đạo chúa mà cổ tốt, cổ dễ lương quá đi. Cho nên tôi nghĩ trong bụng tôi nói thôi kệ, thì mình cứ gieo cổ một tí chủng tử tu hành đi, biết đâu kiếp này không được, nhưng mà kiếp khác của gặp Phật, gặp pháp, gặp giáo pháp của có chút chút tử để cổ đi thì tội nghiệp. Tôi đâu có gì cho cổ, tôi chỉ cho cổ cái đó thôi. Mà gặp Phật tử những người tôi thương đó, tôi quý đó, thì tôi cũng cố gắng tìm cách tôi vô duyên một tí. Vô duyên là gì? Vô duyên có nghĩa là đi nói ra một cái chuyện nhiều khi không phải lúc có, tôi có nhiều lúc tôi cố ý vô duyên, nghĩa là thời gian không có, tôi ráng nhét cái câu để biết đâu lúc mọi người họ nhớ rồi đó, có cái bỏ túi. Chứ mình có gì cho người ta, nhưng cái đó là cái quý nhất mà mình có thể cho. Mà kể cả mình có là tỷ phú đi nữa thì cái quý nhất mình để mình cho chính là Phật pháp. Thì tôi có nói với cổ thế này, biết ai nhắn hay gì thì nhiều khi tôi giảng mà ta không nghe. Các vị còn nghe không? Dạ chúng con còn nghe sư, chúng con còn nghe rõ. Dạ. Trời ơi, vì cái người đó tào lao mà không nghe mà hỏi chuyện riêng, hỏi sư giảng này có mệt không? Tại sao mà họ không đi chết? Rồi đó thì cái cô này có đạo chúa, mà cổ đưa tôi đi trên xe của cổ, mà cái tôi tình cờ mà cổ nhắc đến cái tuổi già cái chết, tôi mới nói chắc cũng phải chuẩn bị chị ơi, chứ mà mốt tuổi già cái bệnh nó ập tới nó quản loạn. Cổ phán một câu mà tôi nghĩ trong bụng, tôi nói phúc thay cho kẻ nào không nghe được câu nói này. Và hôm nay tôi kể cho các vị nghe câu nói đó tôi cũng rung, bởi vì tôi sợ rung rung này có những người họ đồng ý với bà đó là coi như dẹp tiệm luôn. Bà nói câu rất là hay, mà nó hay mà tôi lại sợ người khác nghe. Bà nói thế này: con tỉnh bơ thầy ơi, tại vì bây giờ mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn yêu đời, mình nghĩ tới cái già, cái bệnh, cái chết mình ngán. Chứ tới cái
tuổi nào đó thì mình không có muốn sống nữa, thì lúc đó mình chỉ muốn đi thôi, thì lúc đó đâu có đâu sợ cái tình trạng nào thì tâm trạng ấy, mà nói vậy là tình trạng nào tâm trạng ấy. Cho nên mình ngay bây giờ nó đang vui thì mình cứ vui, mình sợ trước mình để làm gì, thêm đời sống nó thêm u ám. Thì mới nói là tình trạng nào là tâm trạng ấy. Thì khi mà mình đã già, đã bệnh, đã cằn cỗi héo úa rồi, thì lúc đó mình sẽ có cái tâm trạng của cái người sẵn sàng ra đi. Và nó quá hay, có nghĩa là bây giờ mình cứ tiếp tục gọi là tận hưởng, yêu đời, lạc quan, tin yêu cuộc sống, tin yêu con người. Thì cái câu nói đó hay, nhưng mà nó rất là dễ sợ, là bởi vì có nhiều người yếu tay hắn mà nghe câu đó là đi theo quả luôn. Thì rất tùy duyên bà con, nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng. Cái bài kinh này cho mình thấy một chuyện, đó là do không hiểu đời sống là gì, cho nên mình cũng lén lén chọn cái điểm nào đó ngọt ngào, đẹp mắt để mà cài cắm cơ sở quần chúng tham ái vào trong đó. Đấy, cái cài cắm cơ sở vào trong đó để tiếp tục sinh tử. Mà trong khi đó, một người lãnh đạo là phải giải thể, giải tán và giải tỏa, không đền bù tất cả mọi cái niềm đam mê. Phải như vậy, phải như vậy đó. Còn ráng lén lén tìm cái chỗ nào để gửi gắm, cài cắm cái tham ái, mà tôi gọi là tham ái cơ sở đó, là không khá. Sở hữu một ngôi chùa, sở hữu một đám đông đệ tử, sở hữu một tiếng tâm, một danh phận, một thân phận, sở hữu một di sản về kinh sách, một di sản về chùa miễu, về học trò đệ tử, về tiếng tâm, uy tín, chức vụ, tất cả những cái đó tự do duyên nó đến thì chuyện của nó. Thiên hạ quỳ lại với chân Đức Phật không ít, nhưng mà đó là chuyện của người ta. Nhưng mà ngài thì trước sau cái lòng của ngài đối với sáu trần, cái quan hệ giữa tâm thức ngài với sáu trần theo trong kinh nói chỉ là hạt cải đầu kim, có nghĩa là hạt kim nó không có trụ lên trên cái đầu, cái hạt cải nó không đậu lại trên cái đầu cái kim. Hạt cải đầu kim, nước trên lá sen và gió qua cái tấm lưới, đó là ba hình ảnh mà trong Suttanipata Đức Phật dùng để ngài mô tả cái tâm thức của một vị thánh là như vậy. Trong đó có ngài hạt cải đầu kim, các vị tưởng tượng cái hậu cải thì mình gắn để trên cái đầu kim thì làm sao dính, trừ trường hợp dán keo xuất được luôn thôi. Thứ hai là gió mà qua cái mành lưới thì nó trụ ở chỗ nào, và cái thứ ba là nước trên lá sen, nước đi đường nước mà sen đi đường sen, thấy nó chung với nhau như vậy đó, nhưng mà nó không có dính vào đâu đó. Thì các vị hoàn toàn có quyền nghĩ về tôi ra sao cũng được, nhưng mà nghĩ kỹ là tôi đang nói cái gì. Hãy còn thích là còn đầu tư, mà còn đầu tư là có thêm cái mới, mà có thêm cái mới thì khổ nhiều hơn vui. Rồi vì sao? Vì hồi nãy nói rồi, móc không có gì bền hết. Hay cái ác luôn luôn dễ hơn cái thiện, cho nên đã có mặt trên đời này yên tâm đi, là lúc nào cái quả khổ nhiều hơn quả lạc. Thứ ba, cái thích của mình nó lớn quá, không bao giờ mà toại nguyện được, luôn luôn cả đời mình làm ngạ quỷ ở nghĩa bóng. Ngạ quỷ nghĩa bóng là sao? Ngạ quỷ nghĩa đen là cả đời nó đói, nó khát, nó đi tìm cái ăn cái uống, nó muốn ăn mà không được ăn, muốn uống không được uống. Còn cái mình làm ngạ quỷ nghĩa bóng là cả đời này mình cứ khao khát hết cái này cái kia, sắc tài tình danh lợi sức khỏe danh phận chức vụ uy tín quyền lực cả đời, mà tự hỏi có ai mà được toại nguyện 5%, 10%, 20%, 40% những gì mình muốn. Tự xét đi, tôi không có nói giùm nha. Chính vì cái chỗ đó đó, cho nên hiểu được bốn đế, dầu nhắc lại, dầu hiểu theo cái não trạng của phàm phu thì vẫn khá hơn là cái đứa mù tịt. Đấy, vẫn khá hơn là cái đứa mù tịt. Và cứ nghe, cứ nhớ đi, rồi bữa nào đó nó bớt yêu đời là sẽ về dưới chân Phật mà ngồi, tin tôi đi. Phải có chỗ để mà về. Tôi không có bắt các vị bỏ cuộc chơi ngay bây giờ đâu, nhưng mà tôi báo cho biết thật ra các vị có chỗ để về. May này trong cái mưa nắng cuộc đời mà có phong ba bão táp, có đau lòng, có xót dạ, có máu, có lệ, thì nhớ rằng ở đằng kia, ở cuối đường, Phật vẫn chờ con với chứ. Phật vẫn chờ mình cái đó. Nhớ có Phật chờ một cách là Phật để lại cho mình những lời dạy. Bây giờ ngày dạy cái gì đó, ngày dạy cái đó, ngày là mọi thứ là khổ. Thích là đầu tư trong khổ, bởi vì thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cái cứu cánh thoát khổ phải là sự vắng mặt mọi hiện hữu và mọi niềm đam mê. Và
cái con đường thoát khổ chính là cái pháp môn nào mà nó ngăn được cái thích, đó chính là pháp môn bốn niệm xứ, sống thông thả. Hồi xưa tôi thích sợ chỉ sống chậm, nhưng bây giờ tôi không có sợ chỉ chậm, dễ hiểu lầm đâu, mà sống tỉnh táo, biết rõ cái gì đang diễn ra, buồn vui thiện ác thích ghét, biết cái gì nó đang diễn ra. Ngay bây giờ các vị có thể không làm được, nhưng mình bỏ túi đi, tịnh đi, tịnh. Và tôi cũng nói luôn chuyện khó nghe, bản thân tôi cũng không có 100% những gì tôi nói đâu nha, tôi mê yếu đời lắm, nhưng mà nhớ tôi là tôi, đừng có thấy như vậy mà bắt chước tôi là chết có ngày rồi nha. Tôi luôn luôn nhớ Phật chờ mình ở cuối đường, Phật chờ mình ở cuối đường, nhớ có tu hành bê bối bày hay cỡ nào đó, mình nhớ luôn luôn Phật chờ mình cuối đường, chờ mình với những cái nhận thức kiểu đó. Nào, bây giờ tôi ôn lại nha. Vô vô minh trong bốn đế, không thấy mọi hiện hữu là khổ, không thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ, thích trong khổ là đầu tư trong khổ, không thấy rằng cứu cánh nó khổ triệt để phải là sự lìa bỏ mọi cái thích. Và cái cuối cùng là cái con đường cho nó thoát khổ phải là cái con đường dẫn đến sự lìa bỏ mọi đam mê. Và tôi muốn chốt lại đây một cái câu mà tôi cho vô cùng quan trọng. Trên đời này vốn dĩ không hề có cái hạnh phúc tuyệt đối, không có gì là hạnh phúc, cũng tất cả những cái thích của mình nó đều phải xét lại hết. Bây giờ tôi định nghĩa tại sao, tại sao không có hạnh phúc tuyệt đối mà toàn là hạnh phúc ước lệ, giả định, giả lập. Và tại sao? Là vì do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, trong đó gồm có chỗ ở, người thân cận và văn hóa xã hội, bối cảnh sinh trưởng, mà chúng ta thích cái gì. Khi có được cái mình thích thì mình bèn gọi đó là hạnh phúc. Có những trường hợp, có những chúng sinh mà nó thấy phân á, phân động vật á, nó mê, đối với nó là đó là hạnh phúc, là tài sản, là gia tài. Nhưng nó có những loài động vật nó thích máu tươi, thịt sống, nó được cái đó nó được hạnh phúc. Có những loài động vật nó được sống ở trong cái chỗ ẩm ướt là hạnh phúc, đem lên chỗ cao ráo sạch sẽ thơm tho là đau khổ. Mà ngược lại có những động vật như con người, cao ráo sạch sẽ thơm tho là hạnh phúc, mà ẩm ướt hôi hám là đau khổ. Các vị thấy chưa? Có trường hợp mình ở gần cũng cái thằng đó mà có người ở gần đó được hạnh phúc, mà cũng cái thằng đó mà có người ở gần đó ta thấy đau khổ. Cũng cái cô bé đó mà có người ở gần cổ người ta hạnh phúc, mà cũng cô bé đó có người ở gần cổ thì chỉ muốn giết cổ thôi. Có không? Tôi bị nghĩ cái có thì nghĩ là có. Tôi biết có những cái cô bé, có những cái cậu trai mà được rất là nhiều người hâm mộ, được nhiều người mong rồi được ở bên cạnh nói dốc uống một ly trà cũng vui nha. Nhưng mà tôi cũng biết có một tỷ đứa nó muốn giết hai cái cô cậu này. Có ai mà bây giờ đỏ tỉnh táo, không say xỉn, không tâm thần, không lú lẫn thì bắt buộc phải đồng ý với tôi. Cảnh cũng vậy, người cũng vậy, vật cũng vậy. Có những thứ mà người này thích chết bỏ, mà người kia thì ghét không chịu nổi. Điều đó cho thấy rằng cái mình gọi là hạnh phúc nó chỉ là một cái gì đó rất là tương đối. Này, do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Cái thích và cái ghét của tôi chưa chắc giống anh. Và hãy khi mà tôi có được cái tôi thích, tôi gọi đó là hạnh phúc. Và khi tôi ghét, tôi phải chịu cái tôi ghét, tôi gọi đó là đau khổ. Nhớ nha. Cho nên ở đời không có cái hạnh phúc nào nó là tuyệt đối là vậy đó. Rồi còn cái thích cũng vậy. Hạnh phúc đã tương đối là cái thích cũng vậy. Tùy cái cảnh giới, tùy cái hoàn cảnh mà có lúc mình thích, mình lúc mình thích. Nó không bỏ mình nó đi thì mình cũng bỏ nó mình đi. Có nghĩa là một là nó mất khỏi tay mình, hai là mình không còn thích nó nữa, hoặc là thứ ba là nó biến dạng thành là một cái khác nha. Cho nên nhớ cái đó, nhớ. Hôm nay các vị có tu học kiểu gì tôi không biết, nhưng mà cứ nhớ bài giảng sáng nay, nhớ nghe đến luôn bài giảng sáng nay, đặc biệt là những người sơ cơ, để ít nhất là bị hình dung được Phật pháp dạy cái gì, Phật dạy mình là ai, ở đâu mình tới. Đức Phật không có cho mình biết là cái kiếp sống đầu tiên mình là lúc nào, cái đó vô ích. Bây giờ ngày cái đó có hay không tôi không có nói nha, tôi không có nói ở đây. Mà tôi cho nói nếu mà ngài có cho biết là con đã luân hồi cách đây 8.000 tỷ kiếp cũng quan trọng. Mà cái quan trọng là ngài cho biết vì đâu mà con có mặt ở đây, và nếu hôm nay con không giải quyết dứt điểm vấn đề này thì con sẽ tiếp tục có mặt để mà khổ nạn. Mà vì sao khổ nạn nói rồi, một là mọi thứ không bền, hai là cái thiện nó luôn yếu hơn cái ác, ba cái thích của mình không bao giờ thỏa mãn được, cả đời đi tìm, cả đời đi tìm kiếm tiền và cả đời thất vọng. Nhớ nha, thì cứ như vậy nó làm nên cái vòng quay sinh tử, đời này sang đời khác.
Thật ra mình không muốn làm trùng giới, nhưng mà do tận hưởng mọi quyền lợi, mọi đặc quyền đặc lợi của một thân người, thế là mình phải rớt xuống làm trùng giới. Rồi mai kia trong cái thanh trùng giới ấy, nhờ một cái tiền nghiệp thiện phước quá khứ xa xôi nào đó trong quá khứ, chúng ta trồi lên để được mang thân người, nhưng mà qua nhiều kiếp nó u mê đó, trồi lên nó vẫn khờ cằm. Mà nếu lúc đó gặp được minh siêu thiện hữu thì cũng còn đỡ, nó nắm lỗ tai nó kéo lên cho tu. Còn nếu mà lúc trồi lên mà gặp thứ trời ơi, cái thứ tà siêu ác hữu thì sao, nó rớt trở xuống. Mà hồi nãy tôi nói rồi, cái ác nó mạnh hơn cái thiện, cho nên cái người ác nhiều hơn người thiện. Nhớ nha, cái ác trong lòng mỗi người nó luôn luôn nhiều hơn cái thiện, cho nên bước ra ngoài xã hội người xấu nhiều hơn người tốt. Cái người dạy mình làm lành đó, dạy mình chánh kiến trí tuệ ít hơn người dạy mình xúi dạy mình tà kiến của mình, không? Và chính vì vậy cho nên là bản thân mình ác mạnh, và trong liên hệ người xấu cũng nhiều. Cho nên có may mắn mà con trùng con dế mà nó có trồi lên được, nó gặp tà sư ác hữu thì nó rớt xuống. Còn cái chuyện mà minh sư thiện hữu thì hiếm lắm, tôi phải nói là vô cùng hiếm vô cùng. Đấy. Và trong kinh Đức Phật ngày xác nhận có ba hạng người khó tìm trên đời này. Một là vị chánh hạnh giác, vị Phật tổ, rất là hiếm. Cái hành trình trở thành Phật rất là khó. Thứ hai là cái người có thể diễn giải được lời Phật để giúp cho người khác hiểu được chánh pháp, cái hạng này rất là khó khăn. Một là phải dặn đúng, thứ hai là cái đối tượng nghe phải có đủ cái phước duyên để thấm thía. Chứ còn cái người đó là có khả năng đó, nhưng mà không có người nghe thì cái vị đó đành khép miệng lại, khổ vậy đó. Rồi cái thứ ba là người có lòng tri ân, tri ân cái người mà đã tạo ra cái hình hài này cho mình, tri ân cái người mà nó giúp cho mình có được cái thân xác này, tri ân cái người đó giúp mình có được cái trí tuệ này, nhận thức này, này. Tri ân cái người đó giúp cho mình về tinh thần với vật chất thì nó ba hạng này. Một là Phật tổ, hai là cái người có thể truyền đạt chánh pháp, ba là cái người mà là nâng đỡ đời sống tâm linh tinh thần cho mình, hay là về hỗ trợ về vật chất. Mà cái người có lòng tri ân nó hiếm như vậy, hiếm lắm. Mà ở đây không phải là lúc, đây mới là lúc để tôi giảng về ba cái vụ đó nha. Nên tôi quay lại cái bài giảng, cái nội dung bài giảng bữa nay có nghĩa là nó rất đơn giản. Nếu nó sâu thì học cả đời cũng hết. Còn nếu mà nó đơn giản để có khái niệm thì chỉ cần vài phút là xong. Không? Cái vấn đề đó là mình hiểu và mình sống như thế nào cho đúng với cái hiểu đó, đó. Thì đó là chuyện khó. Đó là cái bộ phim nhiều tập đó. Nhưng mà một cách căn bản, tôi đang sáng nay phải nói là vì lòng đại bi nhắm đến những người mù tịt về Phật pháp, để cho họ hiểu một cách đại khái là Phật dạy mình là mình như vậy đó. Ngài không nói cho mình biết là mình đã luân hồi bao nhiêu kiếp, mà Ngài chỉ nói rằng cái số máu mà con đổ ra, nước mắt mà con đổ ra, sữa mẹ mà con đã bú trong vô số kiếp, nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Và cái hành trình sanh tử đấy nó được bắt đầu trên cái mô thức như thế này: do vô minh trong bốn đề nên tạo các nghiệp thiện ác, do tạo các nghiệp thiện ác nên tạo ra, nên có các cảnh giới tái sanh để đi về, có các thanh sanh tử trong đời. Để từ chỗ có thanh sanh tử nó mới có sáu căn, từ chỗ sáu căn nó mới có niềm đam mê năm sáu trần. Và đam mê năm sáu trần cũng có nghĩa là mình đang tạo các nghiệp thiện ác. Mà cứ như vậy đông rung thế nào cũng có người ngạc nhiên, hỏi đam mê năm sáu trần mà tại sao mà nói gọn là thiện ác? Đúng đó, nó nói gọn. Dường như mình thích tụng kinh, thích nghe pháp cũng là đam mê sáu trần, nhưng mà đam mê theo cái hướng thiện. Còn mình thích hưởng thụ sung sướng theo kiểu thế gian đó là cũng đam mê sáu trần, nhưng đam mê trong cái nghiệp bất thiện. Dầu làm cái gì cũng là sáu trần, ngồi thiền cũng là sống với sáu trần, nhớ nha. Sống với chánh niệm cũng là sáu trần, mà đi săn bắn câu cá, lừa lọc đốt của nhà cướp của thì cũng là sáu trần. Nhưng cái vấn đề là khi có sáu trần rồi mình sống ra sao với sáu trần đó, tận dụng khai thác sáu trần đó theo cái hướng nào, lý tưởng nào, tinh thần nào, mục đích nào, cứu cánh nào, đó là chuyện của mình. Để trên cái hình, trên cái đà đó mình cứ đi, có cái dựa trên cái cũ mình có cái mới, lấy cái mới mình tiếp tục tạo ra cái khác, cứ như vậy đó. Mà tu tứ niệm xứ là gì? Là luôn sống trong kiểm soát, mặt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý sự tư, lúc nào cũng nhớ, nhớ rõ mình đang sống với thích, ghét, buồn, vui, thiện, ác. Biết rất rõ cái này thích nè, cái này là ghét nè, cái này là bất mãn, cái này là đam mê, cái này là buồn nè, cái này là vui nè, cái này là thiện nè, cái này là ác. Biết rất rõ.
Và đây cũng là lý do vì đâu ta phải học giáo lý. Bởi vì có bây giờ đang có phong trào gọi là chủ trương không cần học, cứ giữ tâm rỗng rang, tâm đối kệ với trước sáu trần không dính mắt. Tôi xin lỗi cái đó này, mình cho của A-la-hán mình nói, chứ mình chưa phải A-la-hán. Anh phải học giáo lý, tôi nói không biết bao nhiêu lần. Chỉ riêng cái chuyện nấu canh chua thôi mà anh không có biết cả cái nguyên liệu, ví dụ như là cái thơm khóm là gì, cà chua giá sống là cái gì, rồi hải sản, rồi tàu hũ, rồi nấm là cái gì, me rồi chanh rồi giấm là cơm mẻ là cái gì. Anh hoàn toàn anh mù tịt các nguyên liệu nấu canh chua, thì anh lấy cái gì mà anh nấu canh chua mà cứ nói bây giờ giữ tâm rỗng ràng là nấu được canh chua. Và đôi khi tôi không biết cái gì hết, còn tôi pha cà phê tôi phải biết cà phê nó là cái gì, tôi phải biết nước sôi là cái gì, cái muỗng nó là cái gì, sữa là cái gì, đường là cái gì, cái ly là cái gì, cái đĩa là cái gì, tôi phải biết. Còn đằng này tôi mù tịt, tôi không biết ly muỗng đĩa, tôi không biết cà phê, không biết đường, không biết sữa gì hết. Tôi cứ giữ tâm rỗng ràng là tôi có được ly cà phê trước mặt, cái bị nghĩ tôi có phải có vấn đề. Dạ, ở đây cũng vậy, muốn sống chánh niệm và có giáo lý buổi đầu thì cái nhận thức của mình về sáu trần nó rất là từ chương, nó rất từ chương, nhưng mà về lâu về dài đó, thì cái nhận thức của mình càng lúc nó càng sâu sắc, sinh động và nó chính xác hơn, nó không bị những cái rào cản của ngôn từ, của khái niệm, kiến thức, ước lệ và giả định nữa nha. Nhưng mà buổi đầu anh phải nương vào kiến thức sách vở, kiến thức của trường lớp, nhớ nha. Chứ đừng bắt chước người ta, mình phủ nhận mọi thứ tu là không cần học, tùm lum giữ tâm là được rồi, mà biết cái kỹ gì mà tu mà khổ quá, cho nó u mê, nó nghe mà nó tin mới ghê. Làm ơn về suy nghĩ kỹ là pha ly nước chanh mà hoàn toàn biết chanh, cái trái chanh hình dáng là làm sao, không biết chanh với dưa hấu, cái nào là dưa hấu, cái nào để chanh, nhỏ làm sao pha là pha cái gì, không biết muối với đường nó khác nhau cái gì thì pha cái gì, không biết cái tô với cái ly nó khác nhau cái gì thì pha cái gì, cứ vậy đó nha. Phải học giáo lý. Ok, tôi nghĩ có nói thêm thì nó bư, nó vẫn cứ bư, mà nó sáng thì nó ít, nó cũng sáng. Chúc các vị một ngày vui. Ok, chúng con chi ân sư. Dạ, không cần nghe hết, cứ hiểu được tôi mừng lắm. Dạ rồi, ân sư tuần sau. hôm nay sư sư Gồng lên sư giảng cái bài này rất là cô đặc. Ở trên kênh đó thì có Vui sẽ tải và viết ra những cái lời mà sư giảng cho quý vị ở Kalama Channel đó, thì mời quý vị vô chọn lấy bài và tham khảo.